Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình mới về một cái em Sennheiser IE900 nha. Thì mình unboxing cho mọi người xem nha. Ok. Thì cái ngoài hộp nó là như vậy nha mọi người. Đây là cái số gì đó không biết, nhưng mà không phải là số series nha mọi người. Cái số định danh của cái hộp thôi à, thì bên trong của nó đây. Alright, đây là tai Sennheiser IE900 nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thì trong hộp nó sẽ có một cái phiếu chứng nhận từ nhà sản xuất nha. Cái này là cái số viết tay, là số series nè mọi người, và cái giới thiệu gì đấy. Cái con này được sản xuất vào ngày 1 tháng 4 2021 này. Đây, bộ phụ kiện của nó thì gồm có 3 bộ tai nghe thường và 3 bộ tai nghe bọc biển nha. Và đây là cái cáp của nó, cáp này là cáp 3.5 nha mọi người. Đây là cáp 3.5. Đây là cái túi của nó, có cái khắc cái số series, nó trùng với là cái này nha mọi người, 12861. Đó, thì bên trong này thì sẽ có thêm hai cọng dây nữa, là cọng dây 2.5 balance và cọng dây 4.4 nha. Đó, tổng cộng là 3 cái dây. Rồi kẹp cổ áo, cái này là cái vệ sinh. Và dưới đây là cái bộ khăn lau nè mọi người, bộ khăn lau và sách hướng dẫn. Ok, okay, bây giờ mình cho mọi người xem cái bộ tai nghe Hausin này nha. Mình quay về để mọi người xem rất là kỹ nha. Đây. Ok, đó mọi người thấy không, phần Hausin của tai đây rất là xịn sò. Nhìn rất là xịn sò nha, cầm rất là lãng tay. Yeah.